Mến chào các bạn. Nếu các bạn theo dõi thời sự, chắc sẽ biết cái thông tin là Sri Lanka hôm 12 tháng 4 đã tuyên bố vỡ nợ với 51 tỷ đô nợ nước ngoài, trong bối cảnh nước này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập năm 1948. Ngân hàng dự trữ của họ hiện chỉ còn 2,2 tỷ đô, trong khi năm 2022 phải trả đến 4 tỷ đô nợ. Vậy thì vỡ nợ quốc gia là gì? Và tại sao quốc gia lại bị vỡ nợ? Nào, mình cùng tìm hiểu thử nha! Đầu tiên là về khái niệm vỡ nợ quốc gia, thì Quỹ Tiền Tệ Quốc tế IMF định nghĩa vỡ nợ chỉ đơn giản là thất hứa hoặc làm sai thỏa thuận. Trong khi một quốc gia vay tiền từ chủ nợ trong và ngoài nước, họ có nghĩa vụ trả lãi trên cái khoản vay đó. Nếu việc thanh toán bị lỡ hẹn, quốc gia đó sẽ bị coi là vỡ nợ. Vỡ nợ xảy ra khi chính phủ không thể hoặc là không muốn thực hiện một hay là toàn bộ cái nghĩa vụ nợ với các nước cho vay. Dù vậy, nói một cách chính xác thì các quốc gia không vỡ nợ mà là cái chính phủ vỡ nợ. Có nhiều bạn thắc mắc là các quốc gia vay nợ để làm gì? Có phải lúc nào những nước giàu có, phát triển sẽ không vay nợ hay không? Thì đầu tiên, các quốc gia luôn cần tiền để phát triển và đầu tư trong nước như là làm hạ tầng, này, giao thông, cơ sở y tế, trường học, hỗ trợ cho kinh doanh và sản xuất. Các ngành cộng hưởng nhau sẽ làm gia tăng cái đời sống và mức thu nhập của người dân, kéo GDP của đất nước đi lên. Còn về những nước giàu có, phát triển thì sẽ không cần vay nợ. Thì theo các bạn, những người giàu có muốn giàu hơn nữa không? Minh chứng rõ ràng nhất là các quốc gia Nhật Bản và Mỹ đang nằm trong top các đất nước có nợ công lớn nhất trên thế giới. Tiếp theo, mình cùng tìm hiểu nguyên nhân tại sao cái quốc gia nó lại vỡ nợ. Thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến vỡ nợ như là kinh tế yếu đi nè, hoặc là chi tiêu bất cẩn. Các nước cũng có thể gặp rắc rối nếu đi vay bằng ngoại tệ. Trong trường hợp này, nếu ngân sách thâm hụt, họ sẽ không thể in thêm tiền để lấp đầy cái khoảng trống này. Một cái nguyên nhân khác đang ngày càng phổ biến đó chính là bất ổn về chính trị và quản lý tài chính yếu kém dẫn đến thất thu, tham ô, lạm phát. Ở trường hợp của Sri Lanka, vỡ nợ đến từ ba cái nguyên nhân chính. Thứ nhất, đất nước có thể tự sản xuất về các ngành công nghiệp hàng hóa và tiêu dùng. Tuy nhiên, chính phủ lại tập trung quá nhiều vào ngành du lịch, trong khi thời gian qua, dịch bệnh đã khiến cho du lịch ảnh hưởng nghiêm trọng. Thứ hai là việc quản lý kinh tế yếu kém, trong khi chi tiêu của chính phủ ở mức cao, cùng với việc cắt giảm thuế, bãi bỏ 7 loại thuế khiến cho nguồn thu của nhà nước bị thâm hụt. Thứ ba là các chính sách kinh tế sử dụng các khoản vay từ nước ngoài kém hiệu quả và lãng phí. Năm 2021, Sri Lanka đã ra lệnh cấm nhập khẩu phân bón hóa học và hóa chất công nghiệp, tiến tới trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sản xuất thuần hữu cơ. Nhưng thực tế, cái chính sách này đã gây sụt giảm nghiêm trọng cái sản lượng của các mặt hàng chủ lực như là lá trà, quế, tiêu, tăng cái thâm hụt gạo, mà trong đó nó lại là cái nguồn lương thực chính. Hàng loạt công trình ở Sri Lanka đã mọc lên từ vay nợ Trung Quốc. Có thể kể đến như là cái công trình hải cảng được mệnh danh là cái cảng không một bóng tàu hay là thuyền. Cái sân bay quốc tế thì được mệnh danh là cái sân bay vắng nhất thế giới. Vào cái sân thi đấu thể thao hoành tráng gần như là bỏ không. Ngoài ra, việc chính phủ in tiền để trả các khoản vay trong nước và trái phiếu nước ngoài cũng thúc đẩy lạm phát. Tháng trước, lạm phát tại đây đã chạm 18,3%, gấp đôi cái tốc độ tại Mỹ. Vỡ nợ có thể là thời kỳ rất đau đớn đối với các quốc gia, đặc biệt là nếu việc này nằm ngoài cái dự đoán và không theo trật tự. Người gửi tiền và nhà đầu tư trong nước thì lo ngại cái nội tệ mất giá sẽ đổ xô đi rút tiền ra khỏi ngân hàng và chuyển chúng ra nước ngoài. Để ngăn chặn tình trạng này và chống nội tệ mất giá, các chính phủ đã đóng cửa ngân hàng và áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn. Dĩ nhiên, cái việc vỡ nợ của một quốc gia sẽ rất là khác so với vỡ nợ của một doanh nghiệp hay là cá nhân. Thay vì là phá sản, thì các quốc gia sẽ có những cái lựa chọn khác. Thông thường, họ tái cấu trúc nợ bằng cách đàm phán với các chủ nợ về gia hạn thời gian trả nợ hoặc là hạ giá nội tệ. Nội tệ yếu đi sẽ giúp cho hàng xuất khẩu của họ rẻ hơn, hỗ trợ cái ngành sản xuất, từ đó giúp kinh tế tăng trưởng mạnh hơn và trả nợ cũng dễ dàng hơn. Hậu quả thường thấy khi một quốc gia vỡ nợ là khó đi vay hoặc là phải vay với cái lãi suất cao bởi vì cái tín dụng đã quá thấp. Tuy nhiên, nhiều chủ nợ vẫn sẵn sàng cho vay, miễn là về sau họ nhận được cái khoản trả tương xứng với hành động chấp nhận rủi ro này. Trong thời điểm dịch bệnh vừa qua, kinh tế thế giới còn rất là khó khăn. Việc vỡ nợ của một quốc gia sẽ mang lại cái hậu quả nghiêm trọng đến với cuộc sống người dân. Thực tế là quốc gia nào cũng có những tiêu cực và bất ổn. Tuy nhiên, nếu chúng ta đang sống trong một đất nước hòa bình, không có chiến tranh và không bị khủng hoảng kinh tế, thì hãy nhìn vào mặt tích cực và cảm thấy may mắn, biết ơn để có một cuộc sống trọn vẹn hơn nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video, chỉ một video mà thôi các bạn nhé.